căn 26 Mimosa đã được B-Solar triển khai một năm trước đây, và hiện tại là bác hàng xóm bên căn 27 là đang triển khai một hệ thống với số lượng tấm pin giống hệt là 24 tấm cho cả hai mái. Anh em đang tiến hành khoan và thổi bụi để bắt chân lờ lên. Đây là chân lờ nhôm sẽ được bắn xuống mái và bắt với cả thanh rai nhôm này. Sau đó là tấm pin sẽ được đặt ở phía trên thanh rai. Còn đây là anh em đang bắn Sika cho các lỗ để chống thấm cho mặt mái. Sau đó lỗ này sẽ được nhét nở đạn xuống và bắn chân lờ. Đây là điểm nối giữa hai thanh rai, sử dụng thanh nối. Chân lờ và bu lông inox. Khung rai nhôm chuyên dụng.